Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 12 cho đến nay, ở Bắc Bộ cũng đón liên tiếp các đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên với cường độ không mạnh nên không gây giảm nhiệt mạnh mẽ. So với thời kỳ này hàng năm thì nền nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Bắc nước ta đều phổ biến ở mức cao hơn. Và đợt gió mùa lần này cũng vậy, do cường độ yếu và lệch đông nên không gây sự chuyển biến thời tiết mạnh mẽ gì nhiều cho các tỉnh thành ở miền Bắc. Tiết trời chỉ rét vào đêm và sáng sớm khi nhiệt độ hạ thấp, phổ biến từ 16 đến 19 độ ở khu vực đồng bằng, các tỉnh vùng núi là từ 13 cho đến 16 độ. Do khối không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời sẽ hửng nắng nhẹ về trưa chiều. Nền nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên mức là từ 23 đến 25 độ. Còn các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như là ở tại Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La hầu như không chịu tác động của khối khí lạnh này nên trời tiếp tục có nắng sớm và nhiệt độ giữ ở mức cao từ 25 đến 27 độ, tiết trời rất ấm áp. Lùi xuống các tỉnh miền Trung, mặc dù đợt gió mùa Đông Bắc lần này tuy không quá mạnh nhưng do kết hợp với địa hình của khu vực nên trong ngày và đêm qua cũng gây mưa trên diện rộng cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên lượng mưa không nhiều, chỉ phổ biến ở dưới 10mm. Sang ngày hôm nay, khối không khí lạnh suy yếu và lệch ra phía đông thì những cơn mưa rào chỉ còn xảy ra rải rác vào buổi sáng. Trưa chiều trời có nắng trở lại, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ so với 24 giờ trước đó. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất là 23 đến 25 độ. Còn các tỉnh ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ là từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó, với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, do không chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh lần này nên thời tiết ít có sự thay đổi. Mưa rào và dông chỉ xảy ra cục bộ ở vài nơi, trong ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày là từ 29 cho đến 32 độ. Xu hướng giảm mưa, ngày có nắng cũng diễn ra trong ngày hôm nay ở khu vực phía Nam. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào chỉ xảy ra thoáng qua ở một vài nơi với lượng không nhiều. Ban ngày trời nắng ấm với nhiệt độ cao nhất ngày là từ 27 cho đến 29 độ tại khu vực Tây Nguyên. Và tại Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ, nên khá thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị trang hoàng cho dịp lễ Giáng sinh sắp đến gần. Cuối cùng như thường lệ là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong ngày hôm nay do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Biển Đông còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Từ ngày 24 tháng 12 thì gió sẽ giảm hơn về cường độ nhưng vẫn ở mức cấp 5 đến cấp 6 nên còn gây khó khăn cho việc lưu thông của tàu thuyền, nhất là các tàu có tải trọng nhỏ. Còn ở tại khu vực giữa và Nam Biển Đông thì gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình. Tuy nhiên, mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện rải rác về chiều tối, khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, khoảng ngày 24-25 tháng 12 có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của Nam Biển Đông. Vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm và di chuyển hướng về khu vực Trung Bộ. Do đó, bà con ngư dân cần phải liên tục cập nhật các thông tin tiếp theo để có kế hoạch ra khơi an toàn và hiệu quả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.